Cái từ tối tối nhỉ? Rồi, em xin chào 46 đang xem livestream nhá. Chào chị Kim Quý Bùi này, chào Linh Đan, chào Bông Diệu, chào Phượng Trần nhá. Rồi, em xin chào tất cả các chị ạ. Các chị ơi, nếu hôm nay đã có duyên vào xem livestream của chúng em rồi thì hãy nhanh chóng để cho chị một dấu chấm đi ạ. Để em chào hỏi các chị trước khi bắt đầu cái mở bán kéo sơ mi nhé em các chị nhá. Rồi, ok, em xin chào chị Toàn Việt này, chào Hoàng Mận Chibi nhá. Rồi, em xin chào tất cả các chị ạ. Các chị ơi, có chị nào hôm nay hứng thú chiếc áo sơ mi nhà ngoại đây nhá. Cái mẫu áo sơ mi tay lỡ nhà em này, tay loe và rất là xinh đúng không ạ? Rất là xinh luôn. Em cảm ơn Toàn Việt nhá. Rồi em chào chị Nương ạ. À, em xin chào tất cả các chị. Các chị ơi, có chị nào hôm nay thích một cái mẫu sơ mi nhà em không ạ? Cái mẫu sơ mi là cực kỳ mới này, thiết kế cổ tròn này. Chúng ta mặc sơ mi cổ đứng nhiều rồi, cổ đứt nhiều rồi, mình thay đổi một sơ mi cổ tròn đi ạ. Bởi vì cái mẫu này mặc thời tiết này là quá ok đúng không ạ? Thiết kế tay loe cực kỳ là dễ mặc này, em đảm bảo chất cực kỳ mát luôn. Các chị đặt cái mẫu này về mặc là quá là ok nhá. Và hôm nay cái giá của nó cũng chỉ có cái giá cực kỳ là ưu đãi thôi ạ. Có chị nào mua cái áo này với cái giá là 29k không nào đây nhá. Mặc được hai kiểu, bởi vì giá là giá không dài lắm nên chúng ta có thể mặc cái mẫu này sơ pin cũng được, nhanh đang mặc hoặc là như canh đang mặc là không sơ pin cũng được nhá. Tất cả để mặc được. Có chị nào mới thích cái mẫu này nhanh chóng vào comment cho em nào. Rồi ok, các chị hôm nay rất là đơn giản thôi, chỉ cần các chị chia sẻ cho em đúng bước, không cần phải chia sẻ quá là nhiều, chia sẻ ồ ạt thôi, chúng ta chỉ cần chia sẻ đúng bước nhá, là quay ra nhận cái sản phẩm này nhé em với cái giá 29k cho em đi ạ. Hôm nay là bán thẳng luôn nhá, bán thẳng với cái giá 29k được không nào? Có chị nào thích cái sản phẩm này với giá 29k thì về được của em đi ạ. Em sẽ dơ màu để cho mọi người xem nhá. Em sẽ dơ màu cho chị chọn lựa đấy ạ. Em đảm bảo chất bộ đẹp đấy ạ, các chị hiểu không? Chất thì đẹp vô cùng này. Em đảm bảo chị mặc cái món này đi làm, đi chơi thì rất là lịch sự, rất là đẹp quá chị nhá. Đây nhá, có màu xanh này, có màu đen này, có cả màu cam, có cả cái màu đang là cái màu vàng. Ngoài ra có cả màu hồng canh em mặc đấy ạ. Đủ tổng cộng là 5 màu, phục vụ các chị với cái giá là 29k nhá. Nào bắt đầu đi ạ. Bên em chuẩn bị tính lượt comment và chia sẻ của mọi người rồi đấy nhá. Rồi ok, chị ơi các chị nhanh chóng chia sẻ là 29k là giá cho cháu này. Cộng chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang chị lớn đi ạ. Với 7 lượt chia sẻ thôi rồi nhận quà cho em nha. Đây nha, một chiếc áo sơ mi này, hàng này cực kỳ đẹp nhá, mít của chân váy này nha, mọi người có là quá là ok rồi đúng không ạ? Hãy nhanh chóng vào đây comment cho em là 29k đi ạ. Em đang bán cái áo sơ mi này với cái giá 29k cho buổi tối nay các chị nha. Comment đúng nào, 29k kèm màu là cú pháp mua hàng này. Quay ra chia sẻ cho em hai cái livestream này, 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trận lớn đi ạ. Tổng là 7 lượt thôi nha, rồi nhận quà cho em đúng không ạ? Đây ạ, cái áo màu vàng cực kỳ là xanh, chảnh rất là tiểu thư này đây nhá. Đẹp không ạ? Tay loe này cực kỳ đẹp này, thiết kế cực kỳ mới nha em luôn ạ. Các chị mặc cái món đi làm, đi chơi này hoặc là đi bất cứ đâu đều rất là đơn giản, rất là đẹp của chị nhá. Đây là thiết kế cổ vòng này, kèm cả vòng luôn. Và giá chỉ có giá 29k cho cái livestream buổi tối hôm nay các chị nhá. Rồi đừng bỏ lỡ cơ hội đi ạ. Hôm nay là cực kỳ là nhiều sản phẩm mới nha em các chị nhá. Rồi, chân váy em đang bán, có bán tí sẽ bán hơn 100.000 đấy ạ. Hơn 100 thôi nhá. Em đảm bảo là chưa đến 160 nhá các chị nhá. Rồi, chị nào đem một cái áo sơ mi nhé thì comment là 29k kèm màu nào đây ạ. Cái mẫu áo sơ mi cực kỳ là xinh này, về tổng cộng 5 màu, màu hồng, màu vàng, màu đen, màu cam và cả màu đen nhá. Đủ tổng cộng 5 màu dễ mặc nhất cho các chị đấy ạ. Hãy nhanh chóng vào đây comment cho em để xíu cá này với cái giá 29k cho em đi ạ. 29k kèm màu, kèm chia sẻ giúp em cái live stream này 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trận lớn đi ạ. Tổng là 7 lượt, rồi nhận quà cho em nào đấy ạ. Một chiếc áo sơ mi này, hàng các chị mặc sơ mi cũng được, không sơ mi cũng được nha. Đây ạ, nếu mà sơ mi em đang mặc này, còn không sơ mi như mỗi lần mặc nhá, rất là xinh này. Em đảm bảo cực kỳ là dễ mặc các chị nhá. Rồi ok, màu xanh đây nha, có màu xanh, màu vàng, màu đen, màu cam đất và có cả là cái màu hồng canh em mặc đấy ạ. Đủ cái gam màu dễ mặc nhá. Cái mẫu này dưới 60 cân là ok ba vừa đó ạ. Chị nào lấy được comment là 29k cái màu xem nào. Lên cho 500 người xem đi ạ. Rồi ok, 29k cái màu, kèm chia sẻ xem cái livestream này 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trận lớn. Xinh này, hôm nay cũng có các chị với cái giá chỉ có giá là 29k thôi nhá. Chỉ có 29k mà sơ mi quá rẻ quá. Các chị nhanh chóng chia sẻ giúp em 200 cái phần 5 lần trang lớn nhá. Chỉ cần chia sẻ đầy đủ thôi là 100% có quà được không nào. Bên em đảm bảo 100% chị yêu nào. Hôm nay
chia sẻ đều là 106 bài nha. Em sẽ mở bán được cái như này, chỉ cần comment cho em đấy ạ. Em sẽ kiểm tra từ người một và gửi đặt luôn các chị nhá. Ok, chị này, Hoàng Anh Trang này, mình nhận được áo rất đẹp và rất là nghỉ nhá. Em cảm ơn chị Hoàng Anh Trang, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Các thể đúng không ạ? Bên em rất là nhiều feedback về shop em, chị yên tâm hàng nhá. Và các bạn có thể hôm nay vào mua hàng con là 29k kèm màu cho em nha. Đấy ạ, một cái áo sơ mi cực kỳ đẹp nhé em này, thiết kế tay loe rất là xinh nha các chị nhá. Chị nào lấy comment là 29k kèm màu cho em nhé. Và chia sẻ xem cái livestream này 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trợ lớn nào. Ok chị, nếu mai này ok chị Ngọc Hương này, rồi bộ phận xử lý kiểm tra cho em nhá. Chân váy 22 chị mặc vừa xinh nha. Đấy ạ, cả xe đất mặc cả xinh này, thiết kế tay loe, dáng áo là vừa phải. Chúng ta thì mặc cái mẫu này sơ vi mà không sơ vi cũng được nào. Là dễ mặc rồi. Chị nào lấy thì comment là 29k cho em nào. Và giá như em đang ghim đấy ạ, là 29k, chỉ với 29k cho một sản phẩm áo sơ mi nhà em thôi ạ. Cái mẫu sơ mi cổ vòng này rất là xinh này, thiết kế cổ tròn này, tay loe một thiết kế cực kỳ mới nha, vừa về các chị nha. Hãy nhanh chóng sở hữu cho mình chiếc áo sơ mi này đi ạ. Bởi hôm nay giá cực kỳ là yêu thương rồi, chỉ có mới 29k, 29k lại có thể mua được một cái áo sơ mi này rồi đấy ạ. Các chị nhanh chóng nào, 29k kèm màu và quay ra chia sẻ cho em hai lần trang cá nhân và 5 lần trang trợ lớn cho em nhé. Đây nha, có tổng cộng 5 màu này, 5 màu chị chọn đi nha, 5 màu luôn ạ. Có màu hồng này, màu vàng này, màu đen, màu cam và cả màu xanh lá cây nha. Chị nào lấy cái màu nào để comment đúng cái màu đó cho em đi ạ, để em có thể chọn lựa thật là nhanh các chị nhá. À, mua thẳng chỉ có giá hơn 100.000 thôi ạ. Chị nào lấy cái này nhanh chóng comment giúp em là 29k kèm màu nào, 29k kèm màu và chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trợ lớn đi ạ. Em chuẩn bị đọc tên những chị đầu tiên, chúng ta cùng nhau kiểm tra các chị yêu nhá. Cùng nhau kiểm tra nào đấy ạ. Chị đầu tiên này, chị Hồng Nhung Nguyễn Thị, chúng ta cùng kiểm tra nhé, xem chị trẻ thế nào. Đây ạ. Rồi, thấy mấy avatar rồi ạ. Rồi, chị Hồng Nhung Nguyễn Thị là chị em đã kiểm tra rồi nhưng mà không chia sẻ nhá. Em xin phép loại bỏ chị Hồng Nhung Nguyễn Thị ạ. Chị nào mà chắc chắn bản thân mình đã chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân rồi và 5 lần trang trợ lớn rồi mới được comment nhá. Còn chị nào mà chưa chia sẻ đừng comment cho em ạ. Như là trường hợp chị Hồng Nhung Nguyễn Thị này, bên em đã kiểm tra rồi nhưng mà không chia sẻ, bên em sẽ loại bỏ và không nhận quà đâu ạ. Các chị yên tâm bên em, những chị nào mà chia sẻ đúng này, chia sẻ đủ này là 100% có quà. Còn chị nào mà chưa chia sẻ mà cứ comment là chia sẻ rồi em vào kiểm tra là sẽ không nhận quà đâu ạ. Vừa tốn thời gian của hai bên đấy ạ. Em sẽ tặng tiếp nha. Em sẽ vào tên của một chị tiếp theo đấy ạ. Chúng ta cùng nhau kiểm tra nha. Chị Đào Nông này, avatar hai vợ chồng này. Rồi ok, chúng ta kiểm tra cùng nhau nha. Một lần chia sẻ, hai lần chia sẻ. Rồi ok. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chị Đào Nông vào cho em xin địa chỉ và số điện thoại để em gửi tặng quà đi ạ. Em sẽ gửi tặng chị Đào Nông một cái áo sơ mi nhà em với cái giá 29k luôn nhá. Rồi, các chị ơi nhanh chóng nha. Đã có chị đầu tiên là một cái sản phẩm nhà em với cái giá 29k rồi. Cái mức người xem cực kỳ là ngắn luôn nhá. Chị nào mua cái áo sơ mi này để comment là 29k cho em nào. 29k kèm màu, kèm chia sẻ giúp em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trợ lớn được không nào? Rồi, lên cho em 800 người sẽ bắt đầu tặng tiếp đi ạ. Hôm nay sẽ tặng với số lượng vô cùng lớn nhá. Hoài Nam ok, chị Ngọc Lê ok, Thu Hà Nguyễn ơi em đang mặc cái này với giá 29k cho cái livestream này nhá. Rồi, chị nào muốn mua với cái giá 29k thì comment cho em là 29k kèm màu thôi. Rất là đơn giản đúng không ạ? 29k kèm màu, kèm chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trợ lớn đi ạ. Các chị ơi, cái lượt chia sẻ của mọi người rất là ít đấy ạ. Bên em đã kiểm tra và các chị chia sẻ rất là ít luôn. Chúng ta phải chia sẻ cho em, đặc biệt là chia sẻ cho công khai cho em đi ạ. Chia sẻ đủ cho em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trợ lớn kiểm tra đi ạ. Nhanh chóng nào, chị nào mà chia sẻ cho được comment nhá. Chị nào mà chia sẻ ở chế độ công khai rồi comment kiểm tra đi ạ. Chia sẻ đủ 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trợ lớn thì comment kiểm tra các chị nhá. Nhanh chóng nào, các chị nhá, bên em đang mặc là cái áo sơ mi này có giá là 29k thôi. Cho chị nào hôm nay chia sẻ đủ 7 lần nhá. Nếu các chị không có nhóm trợ lớn hãy chia sẻ cho em vào trang cá nhân đi ạ. Hãy nhanh chóng nào, 29k kèm màu, kèm chia sẻ giúp em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trợ lớn cho em bắt đầu tặng các chị nhá. Rồi ok các chị ơi, trang cá nhân được nha, chị có thể chia sẻ cho em 7 lần trang cá nhân cũng được. Nhưng mà em sẽ ưu tiên chị nào hôm nay chia sẻ đủ cho em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trợ lớn nha. Rồi 29k kèm màu cho em đi ạ. Các chị lên cho em 800 người xem nào. Các chị nhá, lên người xem cho em nha, các chị lên người xem quá là chậm luôn ý. Hôm nay sẽ công bố rất là nhiều các chị nhá. Nhanh chóng nào, 29k kèm màu và quay ra chia sẻ giúp em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trợ lớn đi ạ. Các chị nhá, rất là ít chị chia sẻ luôn ạ. Bên em sẽ bắt đầu tặng tiếp nha. Sẽ tặng tiếp đi ạ. Chị nào mà chắc chắn bản thân mình đã chia sẻ giúp em 2 lần trang cá nhân rồi và 5 lần trang trợ lớn giúp được comment các chị nhá. Rồi, đây ạ, tiếp theo chị Quyền Nguyễn này.
Chúng ta cùng nhau kiểm tra nhá. Đấy ạ, à, em vào kiểm tra này. Đây, chẳng có bài chia sẻ luôn nhá. Rồi, chị Quyền nguyên chị tiếp theo trượt quà nhé em ạ. Các chị nhá, các chị chỉ cần chia sẻ đúng thôi là sẽ tặng quà luôn cơ mà. Rất là đề dễ đúng không ạ? À, em mặc cái áo này có giá 29k nha. Rồi, tiếp theo đi ạ. Bên em sẽ kiểm tra lượt tiếp theo nhá. Chị ơi, yên tâm là chị nào mà chia sẻ là 100% có quà. Còn chị nào mà không chia sẻ là em bỏ qua luôn nhá. Chị Khánh Ly ạ. Khánh Ly tiếp này, chúng ta kiểm nhau kiểm tra này. Đấy ạ, chị đúng không ạ? Chẳng có bài chia sẻ nào cả. Bên em đã nói rõ ra rất là rõ rồi là chị nào mà chia sẻ đủ cho em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trở lên được tặng quà nhá. Những chị nào mà em vừa vào mà không chia sẻ em bỏ qua nhá. Rồi, rất là tốn thời gian đúng không ạ? Nãy giờ kiểm tra 3 4 chị rồi mà vẫn chả chị nào kiểm tra được cả. Chị nào mà chắc chắn đã chia sẻ rồi thì comment là chia sẻ rồi cho em đi ăn kiểm tra luôn này. Rồi ok, tiếp theo nhá, sẽ bốc công bố một đoạn luôn. Trời ơi, canh này nó cứ đổ ấy. Chị Thu Hảo nhá, Thu Hảo này. Các chị xem này. Đây, cùng nhau kiểm tra một lần nhá. Rồi 2 lần, 3 lần rồi này. Rồi ok. Chị Thu Hảo là chị tiếp theo để mua hàng của em với cái giá là 29k này. Chị Thu Hảo vào cho em xin địa chỉ và số điện thoại hàng đi ạ. Rồi rất là đơn giản là có 2 chị nhận quà nhà em rồi. Còn những chị khác thì sao nào? Chị nào đã chia sẻ rồi comment tiếp tục để em kiểm tra đi ạ. Đó là 29k kèm màu và kèm chia sẻ giúp em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trận lớn đi ạ. Tiếp theo nha, tiếp theo tặng tiếp này, chuẩn bị tặng liên tục cho các chị nhá, đừng bỏ lỡ ạ. Chúng ta nhanh chóng comment cho em nào. Áo em đang mặc có giá 29k chị nhá, thiết kế cực kỳ mới nha em ạ. Đây nhá, thiết kế tay lưỡi và cổ tròn rất là dễ mặc này. Chị nào lấy cho em xin địa chỉ à, cho em xin là chia sẻ nhá. À, lá xanh cũng đang mặc là 29k, đồng giá chị nhá, đồng giá 29k cho một sản phẩm bất kỳ nhà em các chị nhá. Cái màu vàng mà cực kỳ là tôn da này, chị nào lấy cái màu vàng này comment là màu vàng giúp em nhá. Rồi, 29k kèm màu và quay ra chia sẻ giúp em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trận lớn đi ạ. Chị Quyết Thảo nhá. Tiếp tục này, chị Quyết Thảo này. Chị đã chia sẻ chưa nào? 1 lần này, 2 lần rồi, 3 lần này, 4 lần này, 5 lần này, 6 lần này, 7 lần này, 8 lần này, rồi 9 lần luôn này. Rồi, chị Quyết Thảo vào cho em xin đầy đủ thông tin chị Hà đi ạ. Em sẽ gửi tặng cho chị sản phẩm này với giá 29k luôn nhá. Rồi, ok, chị đăng nông chị inbox cho em đi ạ. À. Bên em sẽ tặng quà cho chị nào mà chia sẻ và comment đầy đủ nhá. Nhanh chóng đi ạ. À. Em đang tiếp tục tặng quà đấy nhá. 29k kèm màu, kèm chia sẻ giúp em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trận lớn nhá. À, 29k kèm màu và quay ra chia sẻ cái livestream cho em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trận lớn đấy ạ. Em thấy là lượt chia sẻ của mình rất là ít rồi đấy ạ. Nên là không bị được người xem nha. Nếu mà không bị được người xem được bán hàng đấy ạ. Rồi, em chỉ bị bán hàng nha. Chị nào mà chưa chia sẻ nhanh chóng chia sẻ cho em đi ạ. 718 mới đang xem rồi các chị ơi. Chị nào mà chia sẻ rồi mới comment nhá. Nếu mà không được sẽ bắt đầu bán hàng đấy ạ. Em sẽ bắt đầu bán hàng mới nha em nhá. Rồi, nãy giờ có chị nào thích chiếc áo sơ mi nhà em với cái giá thật của nó không ạ? Có chị nào mua thẳng để comment cho em nhá. Ờ, chị ơi, nhà em đang mặc là mua áo sơ mi này, đang có giá là 190 cái, chị nào mua 2 cái là 250 nhá. Rồi, đâu? Rồi, ok, có chị nào mua cái áo sơ mi đang mặc để comment cho em là A55 đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại một lần cho em đi ạ. Rồi, các chị ơi dừng việc comment là 29k lại cho em đi ạ. Bên em bán hàng mới rồi nhá. Em sẽ bán luôn cái sản phẩm áo sơ mi nhà em này cho chị nào nãy giờ mua mà không được nhá. Chị nào muốn mua cái áo sơ mi này comment là A55 cho em đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại. Nhận hàng cho em một lần đi ạ. Mã là A55 này và dưới 60 cân là bao vừa nhá. Chị nào lấy comment cho em là A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại. Nhận hàng một lần cho em đi ạ. Đây nhá, có tổng cộng 5 màu này. Rồi, em đang mặc là áo sơ mi này có giá 190 một cái, chị nào mua 2 cái giảm còn 250 nhá. Rồi, nhanh chóng comment cho em là A55 nào. A55
50 năm kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em đi ạ. À, 50 năm nhé, có đủ màu này. À, dáng tay lớp kỳ là xinh này, có màu xanh này, màu đỏ này, màu cam, cả màu hồng nhá. Giá của em đó là 191 cái, chị nào mua 2 cái, giảm còn là 300 nghìn nhá. Rồi, các chị ơi, đây chất vô cùng đẹp này. Em đảm bảo chất cực kỳ mát và không sợ nhăn nhá. Các chị mặc cái màu đi làm đi chơi là ok đấy ạ. Hãy nhanh chóng comment là A55 kèm màu cho em nào. Và dưới 6 mắc cân là các chị có thể bao vừa rồi nhá. Rồi ok chị ơi, 1m50, 52 cân chị mặc vừa này. Ok chị Đào Thắm Đào cho em một cái là 190, mua 2 cái là 300 nghìn. Bổ sung cho em xin địa chỉ đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại. Nhận hàng một lần cho em đi ạ. Em đang mặc áo này có giá là 191 cái, mua 2 cái giảm còn là 300 nghìn. Và mua cả set là 270 nhá. Chị nào ở dưới 6 cần hàng cho em đi ạ. Cả set là 270 chị Trần Dung nha, 270.000 cả set ạ. Mua lẻ áo là 190.000 nhá. 45 cân chị mặc vừa thoải mái, chị đã chị nào mà từ 40 đến 60 cân là ok hết luôn ạ. Rồi, chị nào lấy được comment là A55 cho em nào. A55 nhánh đang có giá 191 cái, chị nào mua 2 cái là 300 và mua cả set ăn mặc là 270.000 nhá. Chân váy là 150.000 chị ạ. Chị lấy comment là chân váy cho em nhá. Chân váy đang có giá 150.000 và mua cả set là 270 nhá. Chị ơi, áo sơ mi đang mặc có giá 190.000 và mua cả set là 270.000 ạ. Chị nào lấy vui lòng cho em xin địa chỉ và số điện thoại các chị nhá. Rồi, A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em nào. Có màu vàng này, màu xanh này, màu đen này, màu cam và có cả là cái màu hồng cạnh đang mặc đấy ạ. Các chị sơ vi cũng được mà không sơ vi rất là ok các chị nhá. Mua 2 cái chị ơi, mua 2 cái em giảm từ là 380.000 còn 300 rồi ạ. Không phải ship bất kỳ trường hợp nào đâu nhá. Chân váy nhanh năm mặc có giá 150 và mua cả set là 270 các chị nhá. Chị nào lấy cả set là comment là cả set dùm em đi ạ. Thiết kế tay lớp cực kỳ là dễ mặc này. Bình Yên comment là cả set A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận hàng một lần cho em đi nào. Ok, Nguyễn Tâm chị mặc vừa xinh nha, cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Em đang mặc là màu vàng, ngoài ra có màu xanh, màu đen, màu cam và cả màu hồng nhá. Đủ màu dễ mặc luôn các chị nhá. Nhanh chóng comment là A55 cho em nào. Rồi, chị nào lấy được comment A55 cho em đi ạ. Em đang mặc áo này có giá 191 cái, chị nào mua 2 cái là 300.000 nhá. Áo em đang mặc là áo thiết kế nha em, hàng cực kỳ là đẹp này. Đây ạ, thiết kế tay loe nha, rất là đẹp luôn. Thiết kế cổ này, cổ tròn nhá, rất là dễ mặc và đang có giá 191 cái, chị nào mua 2 cái là 300.000 2 cái nhá. Ok chị, trái băng tím bằng lăng bổ sung cho em xin mã nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em nào. Chân váy free size và áo free size các chị nha. Nhà em không free ship bất kỳ trường hợp nào đâu các chị nha. Ở Nguyễn Thị là chị mặc vừa, chị bổ sung cho em xin địa chỉ nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em nào. 50 cân mặc vừa nha. Đào Thám Đào bổ sung cho em xin địa chỉ đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ, kèm số điện thoại một lần cho em đi nào. Nhanh chóng đi ạ. Em đang là cái màu vàng nha. Ngoài ra có màu xanh này, màu đen, màu cam và có cả màu hồng anh đang mặc đấy ạ. Đủ cái gam màu dễ mặc của chị các chị nhá. 56 các chị mặc vừa xinh nha. Chị ơi cả khóa nha, khóa đằng sau ạ, khóa đằng sau và đằng sau sẻ nha. Cả set chỉ có giá 270.000 cả set thôi ạ. 58 các chị mặc vừa, 53 mặc vừa nha. Các chị ơi dừng việc comment là 29k cho em đi bên em bán hàng rồi nhá. 57 các chị mặc vừa này. Ok chị Trần Thị Minh Nguyệt bổ sung cho em xin địa chỉ được không nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại điện thoại cho em đi ạ. Đầy đủ thông tin một lần cho em nhá. Cái mẫu này dưới 60 cân là ok mặc vừa chị nhá. Chỉ có giá 190 cái các chị mua 2 cái giảm luôn còn 300.000 và cả set là 270 giá vô cùng là rẻ các chị nhá. 50 cân chị bằng cân của em chị mặc quá là xinh nhá. Cái mẫu này rất là rộng này, form rộng rất là dễ mặc nhá. Không sơ vi như cách mặc đấy ạ. Còn nếu mà sơ vi là như em mặc nhá. Các chị sơ vi cũng là mà không sơ vi rất là ok nhá. 47 các chị mặc vừa ạ. Rồi, không phải xin bất kỳ trường hợp nào đâu các chị nhá. Ok chị Bình Yên chị bổ sung cho em xin địa chỉ đi hàng, nhận hàng đi ạ. Chị Ngân Phạm ơi, chị ơi em sợ chị không mặc vừa, em sợ chị hơi chật mất rồi. Ok chị Phạm Thu Ngân chị mặc vừa nhá. Chân váy hiện tại có màu đen thôi ạ. Cái mẫu công sở kỳ là dễ mặc các chị nhá. Phạm Thu Ngân chị mặc vừa bổ sung cho em xin địa chỉ nào. Màu đen tí mặc nhá, cái màu đen đang mặc vào cái chân máy màu đen rồi. Em sợ nó không nổi ý. Không có sai nha, cái mẫu này dưới 60 cân là ok ạ. Chị nào lấy cái áo sơ mi đang mặc lại comment là A55 cho em nào đấy ạ. Thiết kế cực kỳ là tiểu thư các chị nhá. Đấy ạ, tay đẹp rất xinh này. Ok chị Bình Yên chốt hàng rồi ạ. Chị nào lấy cái áo sơ mi năm mặt để comment là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại một lần cho em nào. Áo anh đang mặc có giá 190 một cái, chị nào mua 2 cái là 300 nhá. Tức là giảm 80.000 rồi ạ. Mua cả set là 270 nhá. Rồi, chị nào lấy thì comment là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại một lần cho em đi ạ. À chị ơi bỏ sơ vin nhá. Đây ạ, canh em là bỏ sơ vin rồi chị nhá. Ok chị Kiều Bảo Trân chốt hàng rồi này.
Có chị nha, chị ơi em sợ rẻ hơn ấy, tại vì cái màu này mất đắt nhất là em rồi nhá. Rồi, cái đang mặc là màu vàng nhá. Chị nào lấy cái màu này có mặt được em là A55 màu vàng đi ạ. Cái màu vàng mà cực kỳ là nổi da các chị nhá, yên tâm luôn ạ. Ok, thanh 6 chân hàng rồi này, 50 cân chị mặc vừa xinh nhá. Áo em đang mặc là 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn 300 nhá. Rồi em cảm ơn chị Adiabu nhá, mua áo cổ shop thích là mình cảm ơn chị ạ. Cái mẫu này hàng thiết kế cao cấp nhà em đảm bảo các chị nhá. Đảm bảo là cái mẫu này em tự sản xuất này, tự may và tự thiết kế luôn nhá. Tùy chọn vải luôn ạ. À, một bộ là 270 nha, gồm một chân váy một áo sơ mi là 270 ạ. 58 các chị mặc vừa nha, chị bình yên ok rồi nha. Em thấy các chị rồi, chị đặt chân hỏi gì cho hỏi lại cho em đúng không ạ? Đúng rồi, không phải tay dơ mà là tay tay loe. Tay loe rất là mới ạ. Đây ạ, chất voan lụa, chất lụa nha, chất lụa mềm rất là mềm này. Em đảm bảo trên này các chị mặc chỉ thích trở lên thôi, không bao giờ sợ xấu đúng không ạ? Đây đây dáng tay lỡ chị ạ, tay lỡ chị nhá, không phải là tay dài đúng không ạ? Ok, Trần Thị Minh Nguyệt bổ sung cho em xin địa chỉ đi ạ. 50 cân chị mặc vừa xinh nhá. Cả set là 270 chị yêu ạ, 270 một set thôi, gồm một chân váy một áo sơ mi nhá. Ok chị Duy Dương Thảo Thủy cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Rồi, ok chị Trang Minh được thoải mái nhá. 40 cân chị mặc vừa thoải mái chị nhá. Ok chị Tím Bằng Lan cho em xin địa chỉ chưa ạ? A55 kèm màu kèm số điện thoại và kèm địa chỉ một lần cho em đi ạ. Em đang mặc áo này có giá 190 một cái, chị đã mua hai cái giảm còn là 300.000 này. Ok chị Mỹ Hạnh cho nàng rồi nha, chị nào lấy bổ sung cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi ạ. A55 là mã đang mặc này, có màu hồng này, màu vàng, màu xanh, màu cam và cả màu đen nha, đủ màu dễ mặc luôn nhá. À chưa, có tổng cộng 5 màu chị yêu ạ, có màu vàng này, màu hồng này, màu xanh này, màu đen và cả màu cam, đủ màu dễ mặc cho chị luôn nhá. Rồi, áo em đang mặc là áo sơ mi hàng thiết kế nha, em có giá 190 một cái, chị đã mua hai cái là 300.000 hai cái nhá, tức giảm 80.000 ạ. Ok Trần Thị người cho nàng rồi, ok Nguyễn Tâm cho nàng rồi nhá. Chị nào lấy bổ sung cho em xin địa chỉ cũng như số điện thoại đi ạ. Ok Huy Mắm cho nàng rồi này, ok nha, ok chị ơi chị inbox lại cho em đi ạ. Ok Nguyễn Hằng cho nàng rồi nhá. Chị nào lấy cái áo sơ mi hàng thiết kế mới nha, em vừa về để comment cho em đi ạ. Áo anh đang mặc là 190 cái, chị đã mua hai cái giảm còn 300 nha. Đấy ạ, thiết kế không dài lắm này, cũng không ngắn lắm, chị mặc sơ mi cũng được mà không sơ mi rất là ok nha. Nói chung là mặc được hai kiểu nhá. Đấy ạ, thiết kế tay loe màu cam nhà em đấy ạ. Ok Lưu Thị Quý bổ sung cho em xin địa chỉ nào có xỉ nhá. Đây ạ, màu cam thì rõ chưa ạ, cái màu cam này mà em đảm bảo mặc cực kỳ lạ nhá, vải riêng nhà em luôn, em đảm bảo không hề sợ bị đại trà tí nào nhá. Chị lấy đi comment cho em là A55 đi ạ. À. Rồi thì sẽ mặc màu cam nhá. Ok chị Đỗ Giang Cường nha, chị mặc vừa này, 58 cơ, chị mặc vừa set của em nha. Chị đại trần chị hỏi gì hỏi lại cho em đúng ạ. Em đang mặc là A55 nhé, em có màu vàng này, màu cam này, màu đen này, màu xanh hoặc cả màu hồng anh đang mặc nhá. Ok chị Duy Dung Thảo Thúy cho nàng rồi này. Chị ơi không phạt nha, đây là cái bát tay loe, cả tay loe cực kỳ là dễ mặc nhà em luôn. Ok chị Đỗ Giang Cường, chị mặc vừa cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Ok chị Én Nhỏ Bắc Giang bổ sung cho em xin mã nào. A55 cộng xanh cộng vàng cộng số điện thoại cộng chỉ nào cho em đi ạ. Áo em đang mặc là chất lụa cực kỳ là mát luôn. Em đảm bảo mặc nhẹ tênh nhưng không mặc gì nhá. Có giá là 190 một cái, chị đang mua hai cái giảm còn là 300.000 này. Ok Phượng Hồng chị mặc vừa nha, 43 chị mặc vừa ạ. Xỉ 10 cái chị trở xuống trở lên chị nhá. Cả set là 270 ạ. Chị nào lấy cả set là comment cả set A55 cho em nhá. 60 cân chị mặc vừa ạ. Hai cái nha, không miễn phí ship nhà em giảm từ 380 còn 300 rồi ạ. Đúng rồi, mua hai cái là 300 nha. Chị nào lấy cái áo mà để comment là A55 cho em nào. Ok chị Hương Huỳnh cho hàng rồi này, ok chị Lưu Thị Quý cho hàng rồi nhá. Chị nào lấy cái này comment là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận hàng cho em đi ạ. Chị ơi Giang ngâm mặc màu vàng cho em đi ạ. Cái màu da vàng hoặc là cái màu hồng này là hai cái màu nổi da, nhưng mà các chị yên tâm là rất là nổi da nên đảm bảo nhá. Rồi không xin nước ngoài đâu chị ạ. Em đang mặc cả ship Việt Nam thôi ạ. Đây là màu vàng nhá. Chị ơi được nha, mua một bộ này một bộ khác ok này. Ok chị Én Nhỏ Bắc Giang cho nàng rồi ạ. Chị nào lấy kéo này có một nốt cho em là A55 nào. A55 đây là cái màu vàng này. Ngoài ra có màu hồng, có màu cam, có màu đen và có cả màu xanh nhá. Đủ màu dễ mặc luôn ạ. Chị nào lấy đi có một là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em nhá. 55 cận mặc chị mặc vừa nhá. Rồi, ok chị Phượng Hồng có một là màu xanh và màu cam. A55 kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em nhá. À không có chân váy bò nhá. Chị Mít ướt, chị nhận được áo rồi em gái, trên này em cảm ơn chị Mít ướt nha, rồi ủng hộ thêm em đi ạ. Rồi, bộ canh em mặc áo, ok chị Nguyễn Thị Liên chị mặc vừa cho em xin mã nào. A55 cả set màu hồng cộng địa chỉ và cộng số ngân hàng cho em đi nào. Ok chị Phạm Thu Ngân nha, chị đã cho em xin địa chỉ số điện thoại chưa ạ. Áo em đang mặc là áo lụa hàng thiết kế em đang có giá 190 một cái, chị đã mua hai cái là 300.000 này.
Ok Nguyễn Hường nha, chị ơi ok chị rồi nha, chị yên tâm là chị có đơn rồi. Và chị cho em xin địa chỉ chưa ạ? Chị xinh ơi, chị chiều cao con lại chị mặc vừa nha, 45 cân chị mặc cả set là vừa luôn ạ. Ok chị Phượng Hồng cho em xin địa chỉ cho chị ơi. Áo em mặc là 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn là 300 nghìn hai cái nha. Tức là giảm 80 nghìn rồi đấy ạ. Có màu vàng, màu hồng này, màu cam này, màu xanh và cũng cả màu đen nha, đủ màu dễ mặc luôn ạ. 60 cân chị mặc vừa áo nha. Mặc màu hồng chưa? Cái chị ơi, cái màu hồng canh em mặc rồi ạ. Tí sẽ mặc màu hồng cho chị xem nha. Rồi, chị nào lấy được comment là A55 cho em nào lên cái màu vàng ạ. Ngoài ra có màu cam này, màu xanh này, màu đen và cả là màu hồng canh em mặc đấy ạ. Các chị mẫu này các chị sơ vin cũng được mà không sơ vin rất là ok nhá, rất là xinh và rất là dễ mặc luôn ạ. Đây nhá, đằng sau là rất là xinh này, thiết kế tay này cực đẹp. Hôm nay em nhận được váy rồi đẹp sao bạn, cảm ơn chị Dũng Nguyễn nha. Ok Hồng Ánh cho em xin địa chỉ hàng đi ạ. Chị Hạnh Nguyễn ơi, cái áo như em là một cái là 190, mua hai cái là 300, tức là giảm đến 80 nghìn khi mua hai cái rồi ạ. Bên em dù các chị mua 12 hay là 2 hay là 200 cái không bị phí ship đâu nhá. Ok Nguyễn Thị chị lấy màu cam ạ. Rồi cho em xin địa chỉ luôn chưa ạ? Chị Phương Nguyễn chị mặc vừa nhá. Ok chị Đại Trần chốt rồi ạ. Chị Huệ Nguyễn chị mặc vừa nhá, 65 không vừa ạ. Chị nào mà 60 hoặc 60 cân đổ về là mặc vừa thôi ạ. Em đảm bảo là sẽ vừa nhá. Chị lấy comment cho em là A55 nào. À, chị ơi Q30 không like nha. Đây ạ, à, chị ơi cái dáng áo khi buông đây nhá, dáng áo khi buông nhà em đấy ạ. Chị ơi ba cái ạ, à, ba cái là ba là 450 nghìn nhá. Ok chị Minh Hà Phạm đây ạ, à, em buông áo nhá, buông áo dáng buông áo như này đấy ạ. À. Rất là đẹp đúng không? Rất là xinh luôn. Đây ạ, à, chị ơi chị yêu nhà làm hair đấy chưa? Đừng chụp màn hình em xấu lắm. Đây ạ. À. Rồi, áo em đang mặc có giá là 190 một cái, chị yêu là mua hai cái giảm còn là 300 này. 52 cân chị mặc vừa nha, áo đây free size ạ, em 50 cân nhá. Rồi, áo em đang mặc có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn luôn cả 300 này. Ok chị Minh Phúc Minh chốt hàng rồi ạ. Ok chị Nguyệt Anh comment là A55 màu vàng cho em đi ạ và kèm địa chỉ số điện thoại cho em nào. Rồi, nhanh chóng comment cho em đi ạ. Áo em đang mặc có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn là 300 nghìn nhá. Giá quá là rẻ đúng không chị nhá? Màu vàng này, màu cam này, màu xanh, màu đen và cả màu hồng nhá, đủ màu luôn ạ. Chị Nguyễn Hoa 100 gì ạ? Chưa cả bộ là 270 nhá, cả set là 270 thôi ạ. Ok chị Hồng Phấn bổ sung cho em xin địa chỉ nào. Em cao 1m68 nha chị nha. Ở Đài Loan này Việt Nam ở Việt Nam chị ạ. Sáu mươi cân tư không mặc vừa, dưới 60 cân đó chị yêu nhá. Chị nào lấy kéo này để comment là A54 cho em nào. A55 cho em đi ạ. Đắk Lắk có mất ship nhá, Đắk Lắk ship là 30.000 ạ. Chị nào lấy kéo này để comment là A55 cho em đi ạ. Đây thiết kế có vòng rất là xinh này, rất là xinh nhá, em đảm bảo là rất là xinh này. Đây nhá, vòng cổ đấy ạ. Các chị mà mặc cái mẫu này đi làm thì sẽ rất ok nhá. Nguyễn Thị Nga chị mặc vừa nha, chân váy nó chỉ có màu đen thôi ạ. Đấy nhá, cả set nó mặc là 270 này. Chị nào mua lẻ áo là 190, mua hai cái áo trở lên là 300.000 và mua cả set là 270 nhá. Ok Hoàng Thu chốt rồi này, 58 cho chị mặc vừa nha. Rồi, chị nào lấy cái này comment là A55 cho em nào. Ship được thành là 20.000 thôi ạ. Em là cái màu vàng chị nha, chị nào lấy cái màu vàng em đang mặc thì comment là A55 màu vàng cho em đi ạ và kèm địa chỉ số điện thoại cho em nào. 40 cân chị mặc vừa chị nha, mặc vừa ạ. Chị ơi, cái mà em đảm bảo không hề mỏng với nhà hàng là một em ạ. À. Em đảm bảo đây là một cái sản phẩm gọi là một sản phẩm độc quyền nhà em đấy ạ. À. Chất thì vô cùng đẹp nha, rất là mát này, rất là mịn và rất là nhẹ các chị nhá. À, không có size XL áo này, chỉ like mẫu này đi chị nha. Chị nào lấy cái này có một là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại. Nhận hàng cho em một lần đi ạ. À. Ship nội thành nội là 20.000 chị nhá. Ok chị Hồng Phấn cho hàng rồi này. Ok chị Nguyễn Thị Nga chị lấy màu vàng có một là A55 màu vàng kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em chị nhá. Ok chị Minh Phúc Minh cho hàng rồi này, chữa chân váy co giãn vô cùng tốt nha. Chị nào mà dưới 58 cân là ok nhà em luôn á. Rồi chị nào lấy comment A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại một lần cho em đi ạ. 60 cân chị mặc vừa nha. Ok chị Hiếu Trinh ạ. Chị Hiếu Trinh cho em xin địa chỉ chưa ạ? Kèm mỗi nhà em chưa có mỗi là cho 64 cân đâu ạ. Nhà em chỉ chú ý là dưới 60 cân thôi nhá. Chị Nhược Lan được chị nha, em nghĩ là rẻ hơn nha, tại vì mẫu này là mẫu đã cao cấp nhà em rồi nên là mới có giá đắt như này thôi, còn bình thường cái mẫu nào chỉ cũng chỉ có giá chung chung tầm khoảng là 125 150 thôi ạ.
Đỗ Gia Cường mặc vừa nha chị ơi, cái áo sơ mi hàng thiết kế nha, tay lưỡi đang có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn là 300 hoặc là mua cả set là 270 các chị nha. Hãy nhanh chóng lấy A55 cho em nào. Áo trên canh cũng chỉ có giá đồng giá thôi ạ. Chị nào lấy cái áo trên canh này có một là A55 màu hồng giúp em nha. 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn là 300.000. Ok chú em thì thôi hiền, chị bổ sung cho em xin địa chỉ đi ạ. 40 cân chị mặc vừa nha. Áo vô cùng đẹp chị ơi, cái mẫu này đẹp, em bảo là đẹp kinh khủng nha, tại chất nó vô cùng đẹp này, đẹp từ chất đến kiểu dáng luôn nha. Cái kiểu dáng thì vô cùng mới này, hàng thì vô cùng đẹp và chất liệu thì tuyệt vời hơn nữa các chị nhá. Rồi, chị lấy được comment cho là A55 nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận hàng một lần cho em nào. Có màu vàng nhá, có màu hồng này, có màu cam, có màu đen và có cả màu xanh nha, đủ màu dễ mặc luôn á. Chị hiện tại chỉ like mẫu này thôi nhá. Ok, chị Hương Nguyễn chốt rồi nha, chị Hương Nguyễn là có địa chỉ chưa ạ? Các chị yên tâm mà chị nào có địa chỉ 100% chốt hàng này. Nhỏ út đâu chị 40 cân chị mặc vừa. Ok, chị Nguyễn Hải An nha, chị Nguyễn Hải An là có địa chỉ và có số điện thoại chưa ạ? Chị nào lấy cái này comment là A55 cho em nào đây nhá. Cái mẫu này cực kỳ xinh này, mặc một cái chân váy Gucci hoặc một cái quần jean là rất là ok các chị nha. Ok, Hiếu Trinh chốt rồi này, em cảm ơn chị Hoàng Nguyễn nha, chưa kiếm nó rất là dễ mặc, em đảm bảo chị nào mà dưới 60 cân là mặc ok chị nhá. Rồi đây ạ, đằng sau đấy ạ, đằng sau nha, thiết kế cực kỳ đẹp này, các chị mặc một cái chân váy Gucci này hoặc mặc một cái quần jean là quá là ok đấy ạ, hoặc là một cái chân váy xòe được, nói chung là cái này rất là dễ mặc các chị nhá. 620 mặc vừa ạ. Chị Phạm Thu Ngân đây, mai gọi cho hàng thì khi nào có hàng mới gửi nhá, có là 1-2 hôm mới có hàng đó ạ. Chị ơi ok, chị Hoa Cảnh Con Tum chốt rồi này. Chị ơi, cái màu vàng này ngoài trầm trầm một chút nha, không sợ là chói quá đâu ạ. Em đảm bảo chị nào mà da ngăm một chút này, mặc cái màu vàng là quá tôn da nha em đấy, em da ngăm kinh khủng luôn. Nói chung là da em không là đen ấy, nhưng mà cái màu vàng rất là xinh nhá. Chị ơi, đây nha, Khanh đang mặc bỏ áo đi ạ, các chị mặc được hai kiểu nhá. Các chị ơi nhá, có màu hồng đang mặc này, có màu cam này, màu xanh, màu đen và có màu vàng đang mặc này. Cái màu đang bỏ áo nhá, rất là bỏ áo rất là xinh này, rất là xinh đúng không ạ? Thiết kế bỏ áo này các chị mặc cũng được, mặc sơ vi cũng được, mặc không sơ vi cũng rất là ok nhá. Chị lấy đi comment là A55 cho em nào. Áo này không dài lắm đâu ạ. Đây nhá, thiết kế này không dài lắm đâu ạ. Các chị mặc sơ vi cũng được, không sơ vi được nhá. Áo này mặc là 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn là 300 nghìn nhá. Ok, chị Hoàn Mỹ chốt hàng rồi này. 48 cân chị mặc vừa thoải mái nha, em phải lấy size chị ạ. Nhưng mà 48 cân là chị yên tâm, chị mặc vừa thoải mái nhá. Cho em xin địa chỉ đi ạ. Chị lấy cái áo này có một là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số thạch hàng một lần cho em đi ạ. Đầy đủ thông tin chốt hàng các chị nhá. Bốn hai cân chị mặc vừa, 58 chị mặc vừa chị yêu nhá. Rồi chị nào lấy đi có một là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận hàng một lần cho em đi ạ. Em đang mặc áo này có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn là 300.000 các chị nhá. Nhanh chóng comment cho em đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận hàng cho em một lần nào. Màu vàng ok, chị Hà Phan comment là A55 màu vàng kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em đi nào. Chị Hoàng Nguyên áo này không có sai nhá. Áo này dưới 60 cân mặc vừa ạ. Áo em đang mặc là 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn là 300 nhá. Chị ở lấy phải bổ sung cho em xin địa chỉ số điện thoại đi ạ. Ok, Đà Tào Thắm Đào chốt rồi này. Ok, Ngọc Bình chị mặc vừa xinh cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em một lần nào. Em đang mặc cái màu vàng nhá. Ngoài ra có màu cam, có màu xanh, có màu đen và có cả cái màu hồng em đang mặc nhá. Em mặc sang cái màu xanh được không nào? Cái màu xanh này bảo cực kỳ là tôn da, em sẽ mặc sang cái màu xanh các chị nhá. Được không ạ? Chị nào nãy giờ hỏi màu xanh này comment cho em nha. Ok, Bình Đại Dương nha, yên tâm rồi, cho em xin địa chỉ chưa ạ? Em mặc sang cái màu xanh các chị yêu nhá. Chị ơi, áo này có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm khoảng 300 nha. Đấy ạ. À, em mặc sang cái màu xanh này. Ôi giời ơi, cái màu xanh này sang kinh khủng luôn. Ok, Dũng Nguyễn cho em xin địa chỉ đi ạ. Rồi, áo em đang mặc là áo sơ mi hàng thiết kế nha, em có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn là 300 và mua cả set là 270 các chị nha. Đây nha, các chị là đây ạ, giá bình thường đấy ạ. Các chị không thích để sơ vin vào nhá. Em sẽ sơ vin vào đây. Sơ vin mà rất là xinh này, thiết kế tay lỡ này, có kèm vòng cổ này rất là xinh đúng không ạ? Chị lấy cho em xin cả địa chỉ và cả số điện thoại các chị yêu nha. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận hàng cho em nào. Em đang là A55 màu xanh này, nhà em đủ màu nha, đủ màu dễ mặc luôn á. Chị nào lấy cho em xin địa chỉ và số điện thoại nha.
Đây nha, nhà em có màu xanh này. Cái màu xanh mà cực kỳ là tôn da, các chị rất là sang chảnh này. Các chị mặc cái mẫu em đảm bảo là sang cả người đúng không chị nhá. Chơi cả set là 270 thôi ạ. Chị nhá, 270 cả set ạ. Mua lẻ nhá. Ninh Ninh Võ Thị Ninh cho em xin địa chỉ nào chị ơi. Ok chị Lê Quyền An Dương ơi, chị lấy V20 là áo vest đúng không? Chị cho em xin địa chỉ lại nhé để em kiểm tra thế nào của chị nào. Áo ở vai có nhưng mà chưa liếc rồi chị ạ. Em đang mặc là A55 nhé em này. A55 nhé em đang mặc là cái màu vàng nhá, à màu xanh nhá. Ok chị Nguyễn Thị Liên bổ sung cho em xin địa chỉ nào chị yêu ơi. Cho em xin địa chỉ đi ạ, địa chỉ và số điện thoại nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em nào. Đây là cái màu xanh rất là xinh này, rất là sang chảnh của các chị nhá. Đấy thì cho em xin địa chỉ số điện thoại đi ạ. Ninh Võ Thị Ninh cho em xin địa chỉ nào chị ơi. Ok chị Nguyễn Thị Liên cho em xin địa chỉ đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em nào. Đây nhá, cái màu xanh này. Ngoài ra có màu vàng, có màu ôi trời ơi. Màu vàng này, màu cam này, màu đen và cả cái màu hồng canh đang mặc nhá. Các chị sơ vi mà không sơ vi cũng được nhá. À váy à chị ơi, váy áo vải đấy à chị ơi, vải áo là vải lụa cao cấp nhà em đảm bảo chất mềm như bún luôn mà không hề sợ nhăn một tí nào. Còn chân váy Umi nhà em chị yêu nhá. Rồi, chị lấy đi con mình là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm chỉ nào cho em đi ạ. Nhà em đang mặc là cái áo sơ mi này, có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 nghìn. Và chị nào mua cả set là còn 270 các chị nhá. Chân váy co giãn tuyệt vời lắm chị ơi, co giãn mạnh lắm chị nhá. Ok chị Hương Nguyễn nha, cho em xin địa chỉ cho ạ. Rồi, cái chốt luôn này. Ok nhỏ, chốt này, các chị mặc vừa xinh, chào chị mặc cửa cửa ạ. Rồi, chị nào lấy áo sơ mi thì mình chưa là A55 màu xanh đi ạ. A55 màu xanh đang mặc có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 ạ. Ok Đông Trần nha, chị mặc vừa chân váy bổ sung cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em nào. Có màu xanh này, màu vàng này, màu cam này, màu đen và cả cái màu hồng cái mà rất là xinh nha. Lấy cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Chân váy không có size dưới 57 58 cân là ok nha. Chị nào lấy được không là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em một lần đi ạ. Em đang là áo sơ mi nhà em có giá là 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300, mua cả sẽ là 270 nhá. Ship là nó là 30 nghìn thôi chị ạ. Yếu Nguyễn Thị yêu chị có một lại cho em đúng không ạ? Em đang mặc là cả set có giá 270, lẻ áo là 190, mua hai áo là 300 nhá. Chị ơi, áo xanh nhà em là hàng cao cấp nhà em có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 nghìn ạ. Chị Hoa gửi một hỏi lại cho em đúng không ạ? Ô chị Ninh Võ Thị Ninh chốt hàng luôn nhá. Ok, nó út rồi ạ. Chị Ninh Nguyễn chị mặc vừa cả hết luôn nha, chị mặc vừa thoải mái ạ. Chị mặc vừa sáu lòng cầu, chị mặc vừa sáu lòng cầu nhá. Rồi, chào lấy con mình là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em đi nào. Đây là cam các chị nha, đây là màu cam ạ. Ok chị Ngô Thị Thu nha. Ok chị Ngoan Thu, các chị cho em xin địa chỉ nhá, đừng thiếu địa chỉ cho em ạ. Đây ạ, cái màu xanh cực kỳ là tây luôn nhá, cực kỳ là xinh luôn. Chân váy xanh có giãn nhá. Ok chị Lê Quyền Dương chốt hàng rồi này. Ok chị Bình Đại Dương chốt rồi nhá. Sơ mi dài tay này có loại em like cái mua tay của tay lỡ nhà em rồi ạ. Nhỏ út chốt rồi nhá. Chữ ơi, cái áo sơ mi siêu sang trẻ em màu xanh đang có giá 190 nghìn một cái, chị nào mua hai cái giảm còn là 300 ạ. Chị nào lấy cho em xin cả địa chỉ và cả số điện thoại nhá. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho lần nào. Nhỏ út chốt rồi nhá. Đây ạ, có màu xanh này, màu vàng này, màu cam này, màu đen này và có cả cái màu hồng canh đang mặc nhá. Đủ màu sẽ mặc cho các chị nhá. 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 nghìn ạ. Cho em xin cả địa chỉ và cả số điện thoại nào. Đây là thiết kế tay lỡ nhá. Ok Nguyễn Huỳnh Thuận Thị Thuận nha. Rồi cho chị cái màu xanh này, cái màu xanh cũng rất là lạ đúng không? Rất là lạ, rất là xinh luôn ạ. Rất là sang chảnh nhá. Chị nào lấy cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Bên em không miễn phí ship bất kỳ trường hợp nào, chị lưu ý cho em nhá, không miễn phí ship đâu ạ. Màu xanh này, màu vàng này, màu cam này, màu đen và cả màu hồng, đủ màu sẽ mặc các chị nhá. Ship Đà Nẵng là 3-4 ngày chị nhá, 3-4 ngày ạ. Cái chữ cái màu hồng canh đang mặc rồi ạ, cái màu canh đang mặc rất là rõ rồi, em sẽ mặc lại cái màu hồng nhá, bởi vì tháo cái màu hồng ra rất là lâu ạ. Ok nhỏ út này, Nguyễn Hải Yến ơi, chị lấy màu xanh và em cho em xin địa chỉ đi ạ. Ok chị Ngô Thị Thu nha, em chốt rồi ạ. Ok chị Hoàn Mỹ chốt rồi nha. Chị nào lấy kéo này để comment là A55 cho em nào. Chân váy ôm đang có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn là 300 nghìn nhá. À chân váy ôm là 150 và mua cả sẽ là 270 nha. Năm mươi năm các chị mặc vừa ấy, chị yêu ơi, 55 các chị mặc vừa thoải mái ạ. À. Chị nào đấy có một là A55
50 năm em nào. Ok chị Mỹ Hạnh Dương chốt rồi này, chân váy free size chất umi có giãn dưới 58 cân là ok chị nhá. Hai set có giảm không em? Mà chữa nhà em bán là giá cực kỳ là rẻ rồi, chị yên tâm là không bao giờ sẽ đắt đâu ạ, bên không giảm chị nhá. Rồi set hôm nay là 30.000 á chị nhỏ. Út ơi, xin Đà Nẵng là 30.000 nhá. 30.000 ạ, yên tâm. Cả bộ đỏ bao nhiêu à? Chị ơi, nhà em không có bộ ạ. À, cả bộ đồ đang có giá là 270 ạ. 270.000 cả set nha, chị nào lấy cả set là comment cả set giúp em ạ. Ok, Nhung Ngọc Phạm Trần chốt hàng rồi này, 58 cân chị mặc vừa áo, em mặc vừa thoải mái á. Cái mẫu này dưới 60 cân là ok. Cái mẫu thiết kế rất là dễ mặc này. Chị lấy đi comment cho chị là A55 nha. A55 kèm màu kèm địa chỉ và kèm số nhà hàng một cho em đi ạ. Đáng nè. 60 cân chị mặc vừa áo, bộ đang mặc là 270.000 cả set, đang mặc cùng một áo phân sơn nhiều quần bằng một chân vải ôm nhá. 58 mặc vừa, 42 cân chị mặc vừa nhá. Chị nào lấy vui lòng comment cho em xin cả địa chỉ cả số thoại đi ạ. A55 kèm màu kèm địa chỉ và kèm số điện thoại lần cho em nào. Áo đang có giá 190 cả, chị nào mua cả hàng 300 nhá, mua cả set là 270 á. 62 không vừa nhá, dưới 60 cân là mặc vừa á. Màu xanh này, màu vàng này, màu cam này, màu đen, màu cả cái màu hồng nhá. Chị nào lấy cho em xin cả địa chỉ và cả số điện thoại nào. Đây ạ, à, buông áo đây nhá, buông. Ủa chứ. Các chị ơi, các chị nhìn thấy gì không ạ? Em xin lỗi một tí nhá. Ok chị Lưu thì quý chốt hàng rồi này. Ok chị Minh Hiếu này, Minh Hiếu ơi, con muốn xin lại A55 màu hồng kèm địa chỉ và kèm số điện thoại nào. Ok chị Minh Nguyễn chốt rồi này, áo đang có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn 300 nhá. Chị ơi, chị Minh Nguyễn, chị mặc vừa nhá, chị mặc vừa thoải mái, chị yên tâm nhá, cho em xin địa chỉ đi ạ. 47 cân chị mặc vừa. Có màu đen chị nhá, đây là có màu đen đi ạ. Chị nào lấy cái màu đen này comment là A55 màu đen cho em nào. Ok Nguyễn Minh Thuận comment là cả set A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em đi nào. Chị ơi, áo nhà em là áo cao cấp có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300.000 nha, không phải 100.000 làm gì có giá 100.000 ạ. Chị nhập vào đây 100.000 mới nên nhập lại chị nhá. Ok chị Đào Phạm nha, Đào Phạm cho em xin địa chỉ nhà đi ạ. Chứ đây là cái màu đỏ, màu cam nha, không phải là màu đỏ đâu ạ. Đây là cái màu cam, đây là màu cam không phải là màu đỏ, chị lưu ý cho em này. Ship Đà Nẵng là 30.000 chị ạ. 48 của chị mặc vừa, xinh em 49 cân đây chị ơi. Ok Kim Tùn bổ sung cho em xin địa chỉ đi ạ. A55 kèm màu cho em nào. Ok Kim Tùn cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Các chị lấy vào cho em xin địa chỉ nhá. Đây là cái màu xanh rất là sang này. Áo 60 cân chị mặc vừa. Chị Trần Thắm ơi, hiện tại em đang trên list để xem lại cái live vừa cũ của em đến mức cho em chị nhá. Rồi màu xanh này, màu vàng này, màu cam này, màu đen và cả màu hồng nhá. Lấy một này để comment đứng màu cho em đi ạ. Em muốn lấy kéo hát người em được không ạ? Như nào ạ? Ok chúm chím cho em xin địa chỉ nào chị ơi. Ok Đào Phạm cho em xin địa chỉ đi ạ. Ok Duy Ca bổ sung cho em xin địa chỉ và số điện thoại nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em nào. Kèm cái này dưới 60 cân là ok bao vừa nhá. Và thiết kế tay lượng kỳ là xinh này, rất là điệu đà đúng không ạ? Các chị mặc cái này là thôi rồi, đẹp thôi rồi các chị nhá. Đảm bảo chị nào mà chưa nghĩ là mặc cái này có người yêu luôn. Còn chị nào có người yêu rồi thì thêm người yêu luôn các chị nhá. Ok Nguyễn Thị Anh này, chị ơi áo này đang có giá 190 một cái, chị đang mua hai cái giảm là 300 này. 58 cân chị mặc vừa xinh nhá, mặc vừa thoải mái luôn ạ. Cái mức này dưới 60 cân là ok bao vừa nhá. Ok Kim Tùn cho hàng rồi ạ. Rồi, chị nào lấy cái này có một nốt cho em nào. Ok chị Phạm Thủy cho hàng rồi nhá. Chị ơi, lưu ý cho em là cái màu cam, đây là cái màu cam ạ. Cái màu cam nhà em vừa mới về xong, kiểu cái màu cam đây là màu cam không phải màu hồng nhá. Không phải là màu đỏ đâu ạ. Vest chưa có ạ, chị ơi. Chị Quỳnh Phạm ơi, cái màu hồng canh nó mặc rồi đấy ạ. Em sẽ không mặc lại đâu, cái màu hồng này rất là đẹp nhưng mà cái màu canh nó mặc mất rồi. Em mặc lên là nó thảo cáo rất là lâu đấy ạ. Em có 168 này, áo em đang mặc có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái giọng chị ơi. Rồi, chị ơi áo này đang có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái còn 300.000 chị nhá. Ok chị Duy Ca chốt hàng rồi này. Chị nào lấy cái áo sơ mi này để comment giúp em đi ạ. Là A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận hàng cho em nào. 1m50, 57 cân chị mặc vừa, 3 cái không miễn phí ship ạ. 3 cái là 450, ship là 230.000 chị nhá.
Rồi, 40 cân chị mặc vừa thoải mái ạ. Rồi, chị nào có một cái áo sơ mi này để comment cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em đi ạ. Em về tổng cộng 5 màu này, màu xanh này, màu vàng này, màu cam này, màu đen này và cả màu hồng canh em mặc nhá. Chị nào lấy được comment cho em là A55 đi ạ. Một cái áo có giá 190, chị đang mua 2 cái còn 300 nghìn và mua cả set chỉ có giá 270 nghìn thôi ạ. Chị nào lấy nhanh chóng comment cho em xin địa chỉ số điện thoại nàng nào. Ok chị Nga Lương nha. Rồi chị mặc vừa bổ sung cho em xin địa chỉ đi ạ. Hai áo và một chân váy có giá 270 có 150.000 chị nhá. Tức là 400 420 chị nhá, hình như thế nhỉ. Ở 420 chị ạ. À. Ba cái là 450.000 chị ạ. À. Chị nào lấy bổ sung cho em xin cả chỉ cả số thoại hàng nhá. Nách không rộng chị hơi không sợ rộng nhá. Chị yên tâm là không sợ lộ cái gì với chị đâu ạ. Nhà em may là đã thiết kế riêng rồi mà. Hai áo và một chân váy ạ. À. Chị ơi tức là 270.000 cộng với 150 nhá. Ok chị Duy ca bổ sung cho em xin địa chỉ số thoại đi ạ. À. A55 kèm màu kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em nào. À, màu hồng nhạt đúng rồi, cái màu hồng nhạt hồng phấn cực kỳ là xinh nhất, rất là tôn da luôn. Chị nào mà da hơi ngăm một chút thì mặc cái màu này cho em đi ạ. Hoặc là chị nào mà da trắng rồi thì mặc cực kỳ trắng luôn chị nhá. Rồi chân váy đang có giá 150, chị nào mua hai cái giảm còn là mua 150 thì chị nào mua cả sẽ là 270. Ok chùm chím nha, chùm chím để inbox cho em là comment luôn cho em được nhé. Bên em có phần mềm khóa, có một cái chị yên tâm nha. Chị nào lấy cái áo sơ mi này để comment cho là A55 nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm nhận hàng cho em một lần đi ạ. Áo xanh đang có giá 190 một cái chị ạ, và mua hai cái giảm là 300 này. Chị nào mua cho em xin cả địa chỉ và cả số điện thoại nào. Chị ơi chất này là chất lụa nhé, chất lụa cao cấp nhé, rất là mềm, rất là mịn này. Em đảm bảo chị nào mặc cái món này rất là xinh luôn và rất là sang, thiết kế cực kỳ mới này, cổ tròn này, vòng cổ này, tay loe này rất là xinh, rất là thời thượng đúng không ạ? Em đảm bảo chị nào mặc cái mẫu này không có người yêu sẽ mặc có người yêu luôn, còn chị nào mà có người yêu sẽ đảm bảo sẽ có thêm người yêu nhá. Ok chị Đào Thị Thắm nha, chốt hàng rồi này. Rồi ok chị Dung Bùi nha. Chị nào lấy cho em xin cả thì chuyển cả số điện thoại đi ạ. Một cái là 190, mua hai cái giảm là 300 này. Chân váy không có màu đỏ, chỉ có màu đen thôi ạ. Chị yêu ơi, cả set giảm còn 270 nhá. Mua lẻ áo là 190, chân váy là 150, tức là 340. Nhưng mà chị nào mua cả set còn giảm còn 270 nhá. Tức là giảm 70.000. Ok, tích cú chốt hàng rồi ạ. Em 86-18 chị yêu nhá. Chị nào lấy comment là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em nào. Cả bộ là 270 chị Biên Vũ ạ, 270.000 cả bộ thôi ạ. Chị nào lấy cho em xin cả địa chỉ cả số điện thoại nhá. Màu xanh này, màu vàng này, hồng, màu cam này, màu đen, màu cả cái màu hồng anh đang mặc nhá, đủ 5 màu dễ mặc đấy ạ. Hai cái không miễn phí ship ạ, ship Hà Đông là 20.000 chị nhá. Ok tím bằng lăng nha, chị lấy á cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Ok nào thắm nào chốt luôn chị yêu rồi ạ. Chị nào lấy đừng quên địa chỉ của em nha, phải có địa chỉ cho em để em mới ship được hàng đấy ạ. Ok chị Đỗ Dung, em bút kiểm tra hàng của chị đi ạ. Chị ơi lấy áo là 190 một cái nha, chị nào mua hai cái áo là 300.000 ạ. Chị nào lấy cho em xin mã này A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em đi ạ. Đây là cái màu xanh rất là dễ mặc đúng ạ. Thiết kế có vòng này, ngoài ra có màu vàng, có màu cam, có màu đen và có cả cái màu hồng nha. Chị lấy cho em xin cả địa chỉ cả số điện thoại nha. Rồi, chị ơi, nhà em có váy, có chân váy nha. Chân váy đang mặc có giá 150 một cái, chị nào mua cả sẽ là 270. Là cái giá cực kỳ là yêu thương rồi đúng không ạ? Chị lấy bổ sung cho em xin địa chỉ và số điện thoại nha. Chị ơi, size L chị mặc vừa nha. Ship Phú Xuyên có chị nha. Các chị ơi yên tâm nhá, các chị nhận hàng nhà em 100% được kiểm tra thanh toán ạ. Tức là các chị được quyền bóc hàng ra để kiểm tra rồi mới trả tiền nhá. Chị ơi cái vải này không hề mỏng một tí nào. Bên em đây là một cái áo hàng cao cấp nhà em rồi. Đây là hàng độc quyền nhà em. Em lúc nào bao vào chất lượng này, kiểu giá cũng như là giá cả chị nhá. Rồi yên tâm là đây cái một này hàng thiết kế nhà em là đảm bảo các chị mặc mà lộ trả lại cho em nhá. Ok chị Lưu thì quý chốt rồi nhá. Chị nào lấy bổ sung cho em xin cả địa chỉ và cả số điện thoại nào. A55 kèm màu. Chị ơi chân váy áo là 270 này. Hồ Thảo ơi chị bổ sung cho em xin địa chỉ đúng không ạ? Chị nào có địa chỉ mới chốt nhá. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em nào. Đây ạ, cái màu cam của chị đây nhá. Đây ạ, chị nào lấy cái màu cam được comment là A55 màu cam cho em nhá. Rất là xinh đúng không ạ? Rất là xinh luôn. Chị ơi, mua một bộ có mất ship không ạ? Chị ơi, chị mua nhiều cũng mất ship chị nhá, vẫn ship 30.000 thôi ạ. Chân váy 60 cân sợi trượt vừa rồi chị ạ. Chị nào lấy comment là A55 cho em nào. A55 là mã của chị áo này nhá. Chị nào lấy comment đúng cho em là A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà hàng cho em nào. Có màu xanh này, màu cam này, màu đen này, màu vàng và cả màu hồng nhá. Lấy một nào cho em xin chỉnh hàng đi ạ. Đúng rồi, rất là xinh này, không có màu trắng đâu ạ. Chị ơi, cả bộ là 270 nhá, giá cực kỳ là rẻ rồi. Một cái set công sở em đảm bảo không ở đâu có cái giá rẻ này đâu ạ.
mặt chất vùng đẹp nhá. Ok, Thoa Phạm đẹp chất em nhá. Thoa Phạm cho em xin địa chỉ nào. 47 cân mặc vừa ạ. Chị ơi, cái áo sơ mi năm mặc có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm hoặc là 300 hoặc mua cả sẽ là 270 nhá. Chị ơi, áo này đang mặc có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 này. Ok chị Đào thì Đào, Đào thắm Đào cho hàng rồi nhá. Đấy ạ. Nhà em đang mặc là cái màu xanh, ngoài ra có màu cam này, màu đen, màu vàng và cả là cái màu hồng nhá. Đủ 5 màu dễ mặc đấy ạ. Hàng cao cấp nhà em nhá, chị nào lấy cho em xin cả địa chỉ và cả số điện thoại nào. Ok chị Mỹ Anh Dương chốt rồi này, 57 cơ, chị mặc vừa áo nha, chị mặc vừa áo ạ. Ok Thanh Phạm nha, chị ơi cái màu hồng à. Chị ơi cái màu hồng cực kỳ đẹp, nó không đẹp trả lại cho em bởi cái màu hồng canh đang mặc với em tháo ra rất là lâu đấy ạ. Thế là em sẽ không tháo đâu ạ. Ok Hoa Phạm bổ sung cho em xin địa chỉ của chị đi ạ. Chị nào có địa chỉ mới chốt nha. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em một lần đi ạ. Chị ơi yên tâm nha, mình được kiểm tra trước mà. Chị ơi nhà em hai một cái là ba, một cái là 190, mua hai cái là 300 mà mua ba, tức là các chị ạ giảm tận 80 khi mua hai cái nên không phải đến ship đâu chị ạ. Hôm nay chỉ like một kiểu này chị ạ. Được chị Vân Nguyễn, được chị Vân Nguyễn ạ. 50 cân chị mặc vừa, chị bằng với cân nặng của em, chị yên tâm là mặc vừa nhé, em hoàn toàn free size thôi ạ. Free size thôi nhá. Đúng rồi, vẫn là giá đấy chị Vân Anh Nguyễn nhá. Vân Anh Nguyễn là cái mẫu này nhà em hàng đắt nhất nhà em rồi, nếu mà chị mua cái mẫu khác em nghĩ là còn được rẻ hơn đấy ạ. Ok Hồ Thảo cho nàng rồi nha. Chị nào lấy cái này có một nốt cho em là A55 nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em một lần đi nào. Chị ơi áo này đang có giá 190 cái, chị nào mua hai cái là 300 nghìn nhá. Tức là giảm 8 nghìn khi mua hai cái nhá. Giá bán là 190 cái, chị nào mua hai cái là 300, mua cả sẽ là 270 nhá. Em mặc 70 thì cũng diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội ạ. À. Ok Thanh Phạm mới 57 cân chị mặc vừa áo chị nhá. Chị nào lấy cái áo này để comment là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em nào. Em đang mặc là chị nào thì nào ơi, chị yên tâm chị cứ inbox cho em nhé, chị lấy cái là mai nhân viên sẽ có người chốt điện chị nhá, nhưng mà hiện tại không được chị lấy cái gì đâu. Chị cứ đọc lại cho em hoặc là chị ngày mai nhé, em có người gọi điện thì chị cứ nói cho nhân viên nhà em, nhân viên sẽ tự động tính tiền nhá. Ok Hoa Phạm cho nào rồi này, em thấy các chị rồi, chị nào lấy kéo sơ mi năm mặt để comment là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em nào. Em mặc áo này có giá 190 cái, chị nào mua hai cái là 300 nhá. Đây ạ, có tổng cộng 5 màu này, màu xanh này, màu cam, màu đen, màu vàng và cả màu hồng nhá. Rồi, đây chị yêu nha, đây ạ, à, cái dáng bỏ áo nha, bỏ áo đây ạ. À. Đây nha, cái dáng bỏ áo như này nhá, các chị sơ vin cũng được, mà không sơ vin được nhá, nhưng mà cái thiết kế là cực kỳ mới này. Thiết kế tay le này, dáng vừa phải nhá. Chị nó lấy cái con mời là A55 cho em nào. Chị Đông Trần đến chốt rồi, chị yên tâm đến chốt rồi ạ. À. Chị nào có thể chỉ là 100 chốt rồi nhá. Em thấy chị Phạm Cherry ạ, à, chị hỏi gì ạ? À? Đây ạ, à, em sơ vin lại nhá, đây ạ, à, cái dáng thảo đây. Nhìn rõ chưa ạ, à? Dáng thảo như em đây ạ. À. Các chị sơ vi mà không sơ vi được nhé, thiết kế tay loay cực là dễ mặc đấy ạ. Ok chị Hoàng Thúy chốt rồi nhá. Chị Hà Liên chị mặc vừa, 58 của chị mặc vừa cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Nguyễn Thị Cẩm Ly chị lấy cả bộ để comment là A55, cả bộ kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em nào. Em là cái màu xanh rất là xinh, rất là dễ mặc đúng không ạ? Ngoài ra có màu hồng này, màu vàng này, màu cam và cả màu đen nhá. Chị nào lấy cho em xin cả địa chỉ và cả số điện thoại nàng đầy đủ đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em nào. Chị ơi mặc với quần sợ ngắn không em ạ? À? Chị ơi mặc với quần, chị mặc với quần bò cho em nhá. Mặc quần bò này hoặc với quần jean cả cao cho em thì rất là đẹp đấy ạ. Không ngắn quá đâu chị nhá. Cái mẫu này là dáng lửng mà không phải là dáng dài, không phải dáng ngắn nên là yên tâm rất là dễ mặc. Chị ơi váy co giãn thoải mái nha, cái mẫu áo váy đây chị nào mà dưới 58 cân là ok, giá rất là co giãn này, em 50 cân này co giãn thoải mái luôn. Chị Minh ơi chị mặc vừa nha, mặc vừa ạ. Chị Phạm Cherry chân váy này mặc có giá 150 một cái, chị nào mua cả sẽ là 270 nha.
Ok, Quần Mỹ chốt rồi này. Ok, chị Nhinh Nguyễn chốt rồi nhá. Chị nào lấy bổ sung cho em xin cả thì chỉ cả số điện thoại nào. A58, A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà chạy điện thoại cho một lần đi nào. Áo đang có giá 190 chân váy Umi này. Áo đang có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn là 300 nhá. Mã là A55 ạ. À. Chị nào lấy kéo sơ mi thì có phải là A55 giùm em nhá. Chị Hoàng Thị Lan Anh em không biết được vai đường nào đâu ạ, chị cứ qua 70 phút diễn đi ạ. Áo này, áo A55 đang có giá 190 một cái chị yêu nhá. Chị nào lấy thì comment là A55 cho em nào. Một cái là 190, hai cái là 300 ạ. Ok, Nguyễn Thị Cẩm Ly chị mặc vừa bổ sung cho em xin địa chỉ đi ạ. Đàm Loan Loan chị mặc em chốt rồi nhá. Chị nào lấy kéo này comment cho em là A55 nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em nào. Cả bộ là 270 chị yêu ạ. À. 270 một chân váy một áo sơ mi nha, 270.000 cả bộ ạ. À. Ok chị Nguyễn Thị Cẩm Ly cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. À. Chị ơi, áo là chất lụa 100% là chất lụa mềm nhá, rất là mềm và không hề sợ nhăn một tí nào. Chất lụa mềm này, còn chân váy nhà em là chân váy Umi nhá. Chưa nhà em không phải ship bất kỳ bao nhiêu cái áo đâu ạ. Ok chị Đài Nguyễn Anh chốt rồi này. Chị nào lấy được có phải là A55 cho em đi ạ. Áo sơ mi lụa hàng thiết kế cao cấp nhà em nha. Về đủ màu này, màu hồng, màu xanh, màu cam, màu đen và cả màu vàng nhá. Chị ơi 63 cân không vừa rồi ạ. Nhà em mới dưới 60 cân thôi nha. Dưới 60 cân đặt hàng cho em đi ạ. Ok chị Trùm chín chốt hàng rồi này. Chị nào lấy bổ sung cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà một lần cho em nào. Ok Nguyễn Thị Cẩm Ly nha, chốt hàng cho chị yêu rồi ạ. Chị có số điện thoại chưa ạ? Đây nha, màu xanh này, màu cam này, màu đen này, màu vàng và cả cái màu hồng nha. Lấy một nào vui lòng cho em xin địa chỉ số điện thoại đi ạ. Chị ơi, một bộ gồm một chân váy một áo sơ mi có giá 270.000 cả bộ nha. Lẻ áo là 190 và lẻ chân váy là 150 nha. Mua hai cái áo là 300.000 ạ. Ok Nguyễn Hà chốt hàng rồi nha. Rồi, ok chị ơi, bên em không miễn phí ship bất kỳ trường hợp nào chị yêu nha. 42 các chị mặc vừa rồi ạ. Chị ơi, mua một cái tất nhiên là phải mất ship rồi, mua hai cái mất ship nha, mua 30 cái mất ship luôn. Chị Duy rồi ạ, A36 em còn nha. Huyền Đúng em chốt rồi ạ. Chị ơi, em đang là chân váy bút chì nhà em mà. Chân váy bút chì này đang mua cả set là 270 chị nha. Chị nào lấy comment là A55 cho em nào. Ok Phương Nguyễn này, mua hai cái áo sơ mi hai mẫu khác nhau được chị nhá. Chị nào lấy thì comment là A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em một lần nào. Màu xanh này, màu cam này, màu đen này, màu vàng nhá, đủ màu dễ mặc đó ạ. Lấy cho em xin cả chị và cả số điện thoại nhá. 60 cân chị mặc vừa ạ. Ship nhà em ship nội thành là 20.000, ngoại thành và ship tỉnh là 30 nhá. Nói chung là giá ship cực kỳ rẻ chị nhá. Chị ơi, áo sơ mi này chất lụa này, có chân váy chất umi cao cấp chị nhà, rất là dễ mặc luôn ạ. Đây ạ, đằng sau lưng nhà em đây nha, đằng sau lưng xẻ chị nhá. Các chị nào lấy thì comment cho là A55 nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại một lần cho em đi ạ. Ok chị Vũ Trần Tiến Mạnh chốt hàng rồi nha. Em chốt rồi ạ, chị nào lấy cho em xin địa chỉ đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại một lần cho em đi nào. Áo sơ mi đang có giá 150 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn là 300 này. Giá vô cùng rẻ chị ơi, 190 một cái mua hai cái là 300 và mua cả set là 270. 58 của chị yêu vừa nha, dưới 60 là ok bao vừa ạ. Thiết kế tay vẽ rất là xinh này. Chị ơi nhà em đang mặc áo này có giá 190, chị nào mua hai cái là 300. Có màu xanh này, màu cam này, màu đen này, màu vàng và cả cái màu hồng nha. Lấy một là cho em xin cả để chị vào cả số điện thoại đi ạ. Chị ơi cả bộ là 270 chị ạ, cả bộ là 270 nhá. Ok Thành Vũ này, Thành Vũ comment là cho em cả set đi ạ. Cả set A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại Thành Vũ nha. Rồi cho em xin địa chỉ nhà đi ạ. Chị ơi cái áo sơ mi em mặc có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 và mua cả set là 270.000 nha. Đây là cái màu xanh, ngoài ra có màu cam, màu đen, màu vàng và cả màu hồng, đủ màu dễ mặc đấy ạ. Chị nào lấy về cho em xin cả thì chịu cả số điện thoại nhà các chị nhá.
65 không mặc vừa đâu chị ạ, 65 không vừa nhá. Ok, Tố Uyên cho hàng rồi nhá. Ok chị. Rồi, còn chị nào lấy cái này có một nốt cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em nào. Đây ạ, bỏ áo đây nhá. Đây ạ, cái dáng bỏ áo đây ạ. Các chị mặc bỏ áo như thế này cũng được, hoặc mặc sơ mi cũng rất là ok nhá. Áo này 60 cân chị mặc vừa nhá. Rồi, em mặc sang cái màu cam được không ạ? Chị yêu nào lấy cái màu cam thì comment cho em luôn nhá. Em sẽ mặc sang cái màu cam đây ạ. Đây nha, em đã đặt sang cái màu cam đây rồi. Chị nào lấy cái màu cam thì comment là A55 màu cam giùm em nha. Ok Nguyễn Hà, ok chị Nguyệt Trần chốt rồi này. 42 cân chị yêu vừa nha chị nha. Đây ạ, à, cái màu cam cực kỳ là tôn da và cái màu em đảm bảo là cái màu độc quyền nhà em. Bởi vì rất là hiếm chỗ có màu này nhá. Rồi, 45 cân mặc vừa, 42 cân chị mặc vừa nhá. Mua hai cái mất phí ship không à chị ơi nhà em, dù chị mua cả 200 cái mất phí ship bình thường ạ. À, mà ship chỉ có 30.000 thôi. Các chị chỉ cần ở nhà nhận hàng thôi mà. Bên em sẽ ship đến tận đâu chị các chị nhá. Đây là cái màu cam đấy ạ, chị nào lấy cái màu cam thì comment là A55 màu cam giùm em nhá. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em nào. 42 các chị mặc vừa chị lên Minh Tuấn nhá. Không có đỏ nhá, đây là màu cam chị ạ, không có màu đỏ đâu ạ. Nhà em chất đẹp vô cùng luôn. Áo đang có giá 190 chị nhá. Giá là 190 một cái, chị nào mua hai cái giảm còn 300 nghìn này. Hiện tại không qua mẫu đâu ạ. Đúng rồi, cả bộ là 270.000 chị nhá. Ok, người Trần bổ sung cho em xin địa chỉ nhà đi ạ. Chân váy đang mặc có giá 150 một cái chị ạ. Chị nào lấy cho con mình là A55 cho em đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà một lần cho em nào. Hiện tại không có váy suông này. Chị Huỳnh Ngọc Linh chốt rồi này. Chị ơi, phí ship tỉnh là 30.000 nha. Đúng rồi, áo free size chị ạ. Yên tâm mà chị mặc vừa. Chị mà dưới 60 cân là ok mặc vừa hết nha. Đây ạ, dáng form rất là dễ mặc này. Thiết kế tay lỡ này, tay lỡ và tay xòe một chút nha. Rất là xinh luôn. Chị nào lấy thì comment là A55 dùm em nha. Ok, chị Nguyễn Hàm chốt rồi nha. Chị có địa chỉ và có số điện thoại chưa ạ? Yên tâm mà để mẹ không nhìn thấy comment của mọi người. Mọi người có địa chỉ là 100 chốt hàng nha. Có màu cam này, màu đen này, màu vàng này, màu xanh và cả màu hồng anh đang mặc đấy ạ. Đủ màu dễ mặc luôn. Em còn chị Hiền Nông nha, còn A40 đấy ạ. Chị nào lấy ở đây có một là A45 A55 cho em đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em đi ạ. Em đang mặc áo này có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300.000 hai cái nhá. Rất là rẻ đúng không ạ? Cho em xin cả địa chỉ và cả số thoại nàng nào. Ok, Thảo lên cho hàng rồi nhá. Rồi, ok, chị Tiku chốt rồi ạ. Chị nào lấy phải cho em xin cả địa chỉ và cả số thoại đi ạ. Chân váy rẻ hiện tại chưa có chị nhá. Chị nào lấy cái áo sơ mi này thì có phải là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận một lần cho em đi ạ. Em đang mặc là cái màu cam nha. Ngoài ra có màu đen này, màu vàng, màu xanh và cả màu hồng anh đang mặc đấy ạ. Chị ơi, cái màu hồng anh đang mặc rồi ạ. Em cao 1m68 nha các chị nha. 1m68 ạ, nặng 50 cân ạ. Chị ơi, nhà em đang mặc áo này có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 để mua cả set là 270 nhá. Ok, Lan Ánh Nguyễn cho hàng rồi nha, em cho hàng rồi ạ. Chị nào lấy cho em xin cả địa chỉ và cả số điện thoại đấy ạ. Ok, chị Nguyệt Trần cho nào rồi, đây là thả áo đây nhá, thả áo, dáng thả áo đây ạ. Chị nào lấy kéo dáng thả thì comment cho em nhá. A55 kèm màu cho em đi ạ. Bên em các chị 100% được kiểm tra trên thanh toán các chị nhá. Được kiểm tra trước đấy ạ.
Đây nha, có màu cam này, màu xanh này, màu đen và cả màu vàng nữa. Lấy một là con một đúng màu cho em nhá. À, 50 năm kèm màu, kèm địa chỉ và kèm nhà cho em nào. Một cái áo là 192, hai cái áo là 300 và cả set là 270.000 thôi ạ. Giá quá là rẻ đúng không ạ? Chị nào mà dưới 60 cân là ok ba vừa nhá các chị nhá. Chị Nguyễn Thơ được chị nha, được dùng ạ. À. Được dùng chị nha, được dùng thoải mái, chị yên tâm chị được giảm 20 nghìn chị nhá. Rồi còn chị nào lấy cái này comment cho chị là A55 nào. Đây ạ, à, dáng thả áo đây nhá. Ok chị Lan Anh Nguyễn nha, các chị nhận hàng được quyền kiểm tra mà. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em một lần đi nào. Em đang mặc là cái màu cam này, ngoài ra có màu xanh, màu đen và cả màu vàng nha, đủ màu dễ mặc đấy ạ. Chị lấy cho em xin địa chỉ nhà nha. Chị ơi Nghệ An có ship, ship là 30.000 phí ship đấy ạ, giá ship cực kỳ rẻ chị nhá. Vui lòng cho em xin cả địa chỉ cả số điện thoại nào. Chị ơi áo 48 cân mặc vừa ok, thành chút cho hàng rồi này. Áo em đang mặc có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 nghìn nhá. Giá vô cùng rẻ, chị nào lấy bổ sung cho em xin địa chỉ và số điện thoại hàng đi ạ. Nhà em đủ màu nhá các chị nhá. À, một bộ là 270 nha, một bộ là 270.000 thôi ạ. Có màu cam này, màu xanh này, màu đen và cả màu vàng và cả màu hồng nhá. Lấy một nào cho em xin đầy đủ địa chỉ hàng đi ạ. Chị ơi cả sẽ là 270 đúng rồi nhá. Chị nào lấy bổ sung cho em nào. A à, mặc màu đen đi ạ. À. Chị xem mà chị ơi cái màu đen sợ mặc không nổi đâu ạ. Đúng rồi, cả set là 270 nhá. Chị nào mua cả set là comment cho là cả set A55 đi ạ. Chị ơi chân váy mua lẻ là 100 nữa nhà em bán cả set thôi nha. Đây ạ, cái dáng thả áo đấy ạ, chị không sơ vin cũng được. Mà sơ vin được nha, có tổng cộng màu vàng này, màu hồng này, màu cam này, màu đen và cả màu xanh nên đủ màu dễ mặc luôn ạ. Chị nào lấy vui lòng cho em xin cả để chị cả số điện thoại nhá. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận hàng cho em đi nào. Đây nhá. Giá này là giá không sơ vin này, các chị sơ vin mà không sơ vin được nhá. Đây nhá. Em sơ vin vào cho chị xem nhá. Chị ơi chị cún lên, cún ỉn ơi chị mặc vừa cho em xin địa chỉ đi ạ. A55 màu xanh kèm địa chỉ và kèm nhận hàng cho em nào. Cái màu xanh đảm bảo cực kỳ là xinh, chính nhất cực kỳ là xinh luôn đấy ạ. Đây nhá, cái màu xanh này, màu đen này, màu vàng này, có cả cái màu hồng nha. Lấy một nào cho em xin cả địa chỉ và cả số nhận hàng đi ạ. Ok chị Hiền Đông nha, chị ơi chị mặc vừa, chị mặc vừa cho em xin địa chỉ chưa? Rồi chốt rồi, có địa chỉ rồi, ok. Ok đây chân mày ngắn đây ạ. Chân mày ngắn đây nhá. Năm ba các chị mặc vừa chị nha, mặc vừa thoải mái á. Chị nào lấy comment cho em là A55 nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận hàng cho em đi ạ. Chị Phạm Cherry không mặc vừa đâu ạ. À. Ok chị Lan Anh Hoàng chốt rồi này. Chị ơi cái áo sơ mi đang mặc có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 và các chị nào mua cả sẽ là 270 nhá. 60 cân chị mặc vừa áo này chị nha, mặc vừa ạ. Cả sẽ là 270 chị ạ. 58 cân chị mặc vừa nhá. Chị nào lấy cho em xin cả địa chỉ và cả số điện thoại nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em đi nào. Ok chị Lan Nghi Nguyễn cho rồi này. Áo đang mặc là 190 một cái ạ. À. Chị nào mua hai cái là 300 nghìn nhá. Áo hàng lụa thiết kế nhưng cực kỳ là xinh đấy ạ. À. Chị nào lấy bổ sung cho em xin cả thì chị có cả số điện thoại nhá. Có màu ạ. Có màu cam này, màu xanh này, màu đen này và cả màu vàng cũng như là màu hồng nhá. Đủ màu dễ mặc đấy ạ. Chị nào lấy cho em xin địa chỉ và số điện thoại nhá. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em một lần đi ạ. Giá cực kỳ rẻ nhưng chị có giá 190 cái đấy ạ. Kèm vòng rất là xinh đó chị nhá. Có màu cam này, màu đen này, màu
Màu vàng này có cả màu hồng đủ màu dễ mặc đấy ạ. Em đang mặc cái áo sơ mi này có giá 190 một cái. Chị nào mua hai cái giảm là 300 nghìn các chị nhá. Hãy nhanh chóng comment cho em đi ạ. Là A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận hàng một lần cho em đi nào. Ok chị Mai Vinh nha, chị Mai Vinh cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Em đang mặc áo sơ mi đang bán mà chị ơi, em đang mặc cái áo sơ mi này có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 nha. Và mua cả set là 270 ạ. Chị nào lấy cho em xin cả địa chỉ và cả số điện thoại nha. Màu vàng em đang mặc từ đầu rồi đấy ạ. Các chị nhá, chị nào lấy có một là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em đi nào. Ok chị Trung Trung Lầu Thị Hạnh in cho rồi này. Chị ơi 3 mẫu bao tiền là chơi 3 mẫu nào ạ? 3 mẫu bao tiền là 450 chị nhá. Đây nhá, có màu cam này, màu xanh này, màu đen này, màu vàng này, có cả màu hồng nhá, em là cái màu cam á. Chị nào lấy cái màu nào này vui lòng comment đúng màu đó cho em nhá. A55 kèm màu đi ạ. Ok chị Tân Đào, chị lấy mẫu nào chị nhờ? Có ship tỉnh chị nha, có ship tỉnh ạ. Chị nào lấy cho em xin cả chịu cả số điện thoại nhá. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà nhận nhà cho mời thế nào. Rồi, màu đen đi ạ. À. Chị ơi cái màu đen đi nha, cái màu đen nhà em đấy ạ. À. Chị nào lấy cái màu đen thì comment cho em là A55 màu đen nhá. Ngoài ra có màu cam, màu xanh, màu vàng và cả màu trắng nhá. Lấy cho em xin cả địa chỉ và cả số điện thoại đi ạ. À. Rồi, ok chị nhá, cái màu A40 đây ạ. Cái màu A40 nhà em hiện tại không có đến mất rồi. Chị ơi áo sơ mi đang mặc có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 nghìn nhá. Có màu màu cam này, màu xanh này, màu đen và cả màu vàng và cả màu hồng anh đang mặc nhá. Lấy cho em xin cả để chịu cả số điện thoại đi ạ. A55 kèm màu cho em nào. Áo này đang có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 nghìn hai cái, mua cả sẽ là 270 các chị nhá. Nhanh chóng cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Rồi, chị ơi chị Nhi Hiếu ơi, áo này đang có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 cho em nhá. Đây ạ. Tay lỡ giờ sinh này, chị nào lấy cho em xin cả để chị vào cả số điện thoại như nào các chị nhá. Đây này, màu xanh này, màu cam này, màu xanh, màu đen này, vào cả màu vàng, vào cả cái màu hồng anh đang mặc đấy á. Đủ màu dễ mặc luôn các chị nha. A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số điện thoại cho em một lần đi nào. Chị ơi, chân váy đang có giá là 150 một cái, chị nào mua cả sẽ là 270 á. Ok chị Đức Nhã này, Đức Nhã chưa, chị lấy 3 màu cho em xin cả để chị vào cả số điện thoại đi ạ. 58 cơ chị mặc vừa nha, cái này dưới 6 là chị có thể ok mặc vừa rồi ạ. Chị nào lấy cho em xin địa chỉ số điện thoại nhá. A55 kèm màu cho em, kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em nào. Ok Hà Giang ơi, chị cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. 47 cơ chị mặc vừa nhá chị nhá, mặc vừa thoải mái ạ. Đây là cái màu cam, ngoài ra có màu xanh này, màu đen này, màu vàng cả màu hồng, toàn là những cái gam màu dễ mặc và sang chảnh đó các chị nhá. Nhanh chóng comment cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận hàng cho một lần đi ạ. Chị ơi ship bưu điện nha, ship bưu điện nha em ạ. Ship tỉnh đồng giá 30.000 và ship nội thành là 20.000 nha chị nhá. Nhanh chóng comment cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận cho em nào. Không có màu trắng nha, ok thành chúc cho hàng luôn ạ. Rồi các chị nhanh chóng comment cho em nào. Có màu cam này, màu xanh đây ạ, màu đen này, màu vàng và cả cái màu hồng nha. Lấy mà nào vui lòng comment đúng màu cho em đi ạ. Rồi, chị ơi chị nhà nữa chị mặc vừa này, 60 cân chị ơi chị mặc vừa nhá. Chân váy không có size, free size dưới 58 cân là ok đấy ạ. Đây nhá, chân váy Umi Gucci nhà em đấy ạ. Chị Hà, chị ơi, chị lấy màu vàng, chị comment cho là màu vàng đi ạ. A55 màu vàng kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em chị nhá. Áo đang có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300, mua cả sẽ là 270 các chị ạ. Lấy đi comment là A55 cho em nhá, bởi vì số lượng có hạn trả hàng vô cùng đẹp các chị nhá. Tân Đào thấy chị Nhan thấy chị rồi ạ.
Ok chị Lệ Duyên nha, ok chị Bính Nguyễn nha, Bính Nguyễn cho em xin địa chỉ đi ạ. Ok chị Hà Giang cho em hàng rồi này. Chị Thu ơi, áo sơ mi đang mặc có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 nghìn nhá. Có bán áo á, áo thiết kế cực kỳ mới nha em này. Thiết kế vừa phải nhá, không dài quá, không ngắn quá đâu ạ. Đang có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 ạ. Có màu cam này, màu xanh này, màu đen này, màu vàng và cả màu hồng nha. Đủ cái gam màu dễ mặc đấy các chị nhá. Nhanh chóng comment cho em là A55 nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhận cho em nhận hàng cho em một lần đi ạ. Ok chị Nguyễn Luyến này, lấy chân váy đi, comment là chân váy cho em đi ạ. Cho em xin cả địa chỉ số nhận hàng chị nhá. Ok Mai Vĩnh nha, Mai Vĩnh đã có địa chỉ chưa ạ? Chị ơi, áo mà không dài nha, cái mà này dáng lửng ạ, dáng dài, dáng bình thường, không phải dài đâu ạ. Chị nào lấy cho em xin địa chỉ nhà đi ạ. Ok Loan Kim comment cho em là A55 màu cam đi ạ. À. Kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em nào. Ok chị Mai Vĩnh thế là chốt rồi, yên tâm chốt rồi chị nhá. 40 tuổi mặc cho em cái màu cam hoặc là màu xanh hoặc màu đen nha. Nói chung là cái màu này cho dành cho trung tuổi của chị, yên tâm nhá, trung tuổi mà. Rồi, chị nào lấy được comment cho em là A55 nào. A55 kèm màu đi, em đảm bảo cái gam màu này là cái gam màu cho người trung tuổi rồi, không phải là thanh niên mặc đâu ạ. Chị mặc cái màu cam cho em, màu xanh này, màu đen này, màu vàng và cả màu hồng nhá, đủ màu dễ mặc luôn chị nhá. Chị ơi áo này đang có giá 190 cái, chị nào mua hai cái là 300 này. Cả áo và chân váy là 270 nghìn thôi ạ. Em đảm bảo một cái set công sở các chị đặt hàng không bao giờ có giá là 270 đâu ạ. Nhưng mà em bán chỉ có giá 270 nhá. Các chị mặc đi làm đi chơi rất là ok đấy ạ. Nào nhanh chóng có một là A55 cho em đi ạ. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm cả số địa chỉ nào cho em đi ạ. 60 cơ, chị mặc vừa áo nha, mặc vừa áo thôi ạ. Đây nhá, có tổng cộng là 5 màu này, màu cam này, màu đen này, màu xanh này và màu vàng và cả màu hồng nhá, đủ cái màu dễ mặc luôn. À hiện tại không có dù mà chưa có set bộ chị ạ. Nhớ em mặc áo sơ mi nhá. Mấy nữa sẽ cập nhật set bộ cho các chị luôn. Ok chị Tân Đào nhá. Ok Ngọc Phạm cho hàng rồi ạ. Ok Nguyễn Luyến cho hàng rồi ạ. Rồi, chị nào lấy cái áo sơ mi này để comment là A55 cho em nào. A55 kèm màu, kèm địa chỉ và kèm số nhà cho em nào. Chứ cái áo sơ mi đang có giá 190 một cái nhá. Chị nào mua hai cái là 300 nghìn thôi ạ. Giá cực kỳ rẻ đúng nhá. Cả sẽ là 270 ạ. Chân váy co giãn cực kỳ tốt chị nhá. Ok chị Vũ Hiền ơi, chị lấy màu hồng cho em xin địa chỉ hàng đi ạ. Em một em 50 cân chị nhá. Chị nào lấy đi comment cho em là A50 ạ. A55 đi ạ. Có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 nghìn nhá. Chị Vũ Hiền cho em xin địa chỉ đi ạ. Chị Vinh Vương chị bổ sung cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Áo đang mặc có giá 190 một cái, chị nào mua hai cái là 300 chị ạ. Chị nào lấy thì comment cho em là A55 đi ạ. Chị ơi chị Đào Nguyễn chị lấy hàng thích không mình cho em là A55 kèm màu kèm địa chỉ và kèm số nhận hàng cho em đi ạ. Chị cho em xin địa chỉ cụ thể Hà Tĩnh chị nhận cho hàng ạ.
Các chị ơi, các chị còn câu hỏi gì cần phải đáp anh sẽ trả lời luôn các chị nhá. Đây ạ, có màu cam này, màu đen này, màu xanh và cả màu vàng và cả màu hồng đấy ạ. Lấy mà nào vui lòng comment cho em xin cả địa chỉ cả số điện thoại các chị nhá. Ship Sài Gòn là 30.000 chị ạ. Chị nào là ở Sài Gòn là comment cho em xin địa chỉ cụ thể nhá. Chị ơi, nhà em đang mặc cái này có giá 190 cái, chị nào mua hai cái là 300.000 và mua cả sẽ là 270 thôi ạ. Ok chị nào hiền có chị nhá, có gọi lại chị nhá. Rồi, nếu bây giờ muộn rồi mà không còn câu hỏi gì cần giải thích thì em sẽ kết thúc live stream tại đây các chị nhá. Hẹn gặp lại các chị vào cái live stream ngày mai đúng không ạ? Rồi, thay mặt Queen Mission chúc các chị có buổi tối ngon và ngày mai sẽ làm việc thật là hiệu quả các chị nhá. Rồi, ok chị Mai Vĩnh cho rồi này. Rồi, em xin chào các chị ạ.